Trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các công cụ giúp các bạn có thể quan sát bản vẽ trong phần mềm AutoCAD 2015. Đây là một bản vẽ mình đã chuẩn bị sẵn. Thì để làm việc trong AutoCAD, các bạn có thể sử dụng con chuột giữa để thao tác là di chuyển bản vẽ như thế này. Đấy, các bạn cần phải giữ chuột giữa như này. Đấy. Thì đôi khi các bạn muốn không sử dụng chuột giữa vì giữ chuột giữa rất là mỏi tay chẳng hạn, thì các bạn có thể gõ lệnh này, T, tức là lệnh pan, các bạn enter cho mình. Đấy, các bạn sẽ có cái bàn tay ở đây và các bạn có hoàn toàn kích chuột. Đấy, như này. Đấy, các bạn thấy chưa? Chúng ta sẽ là di chuyển cái bản vẽ đến cái khung nhìn mà các bạn mong muốn. Tiếp theo, con chuột giữa cũng có thể giúp các bạn là zoom. Và các bạn thấy chưa? Chúng ta có thể vừa kết hợp với con chuột giữa giữ chuột giữa vừa zoom để có thể là quan sát bản vẽ một cách chính xác. Đấy. Ngoài ra thì ở các bản vẽ mà nó có nhiều bản vẽ con và rất là chi tiết thì chúng ta cần sử dụng các công cụ zoom để có thể là thao tác một cách dễ dàng hơn. Đấy, các bạn có thể gõ lệnh Z, đấy, lệnh zoom. Các bạn enter. Đấy. Các bạn để ý là chúng ta có cái mục hộp thoại command line thì các bạn có thể lựa chọn các chế độ. Đấy, ở đây có rất nhiều chế độ và mình sẽ giới thiệu đến các bạn một vài chế độ mà chúng ta thường dùng mà thôi. Đấy, chế độ đầu tiên là các bạn có thể chọn on. Đấy, nó sẽ zoom kín cái màn hình cho bạn. Đấy, các bạn thấy chưa? Tất cả các đối tượng thì nó sẽ zoom hết. Đấy, lệnh zoom thứ hai mà mình muốn giới thiệu các bạn đó là lệnh zoom window. Đấy, cái lệnh zoom này cũng rất là thiết thực. Ví dụ như chúng ta có bản vẽ rất là chi tiết thế này, ví dụ như các bạn muốn zoom mỗi cái nhà này thôi. Đấy, thì các bạn vẽ cho mình, chọn zoom window, các bạn vẽ cho mình một cái hình chữ nhật như này. Đấy, các bạn thấy chưa? Đấy, thì nó sẽ zoom cho bạn tới vị trí mà các bạn mong muốn. Đây là zoom window. Cái zoom thứ ba mà cũng rất là thường xuyên sử dụng đó là zoom object. Đấy, tức là zoom đối tượng. Mình sẽ chọn object này hoặc là gõ lệnh O này, enter. Đấy, thế bây giờ các bạn ví dụ muốn zoom đối tượng nào thì các bạn kích vào đối tượng này, ví dụ là cái đối tượng này à, các bạn enter. Đấy, các bạn thấy chưa? Nó sẽ zoom kín màn hình cho bạn đến cái vị trí mà các bạn mong muốn. Đấy, tiếp theo chúng ta coi này, chúng ta có lệnh zoom này. Đấy, các bạn có thể chọn này, zoom extend. Zoom extend là đôi khi các bạn là làm việc rất là nhiều bản vẽ rất là lớn, các bạn đi này, hoặc là nhiều khi con chuột nó văng ra một cái góc xa này và các bạn không biết là mình đang ở đâu, thì các bạn có thể sử dụng extend này. Đấy, các bạn gọi lệnh zoom và chọn extend. Đấy, thì nó cũng sẽ zoom kín toàn bộ cái màn hình cho các bạn. Đấy. Ngoài ra ở trong zoom thì cũng có một vài công cụ như là previous. Đấy, tức là quay lại cái khung nhìn lúc nãy của các bạn. Đấy, các bạn thấy chưa? Đấy. Hoặc là zoom dynamic. Đấy, cái zoom dynamic này thì như này. Zoom dynamic này nó sẽ giúp các bạn có một cái hình chữ nhật này để thể hiện cái khung nhìn zoom. Các bạn có thể kích chuột trái này. Kích chuột trái này. Sau đây các bạn đấy, kéo chuột này để zoom to zoom nhỏ khung nhìn này. Đấy, các bạn thấy không? Đấy, các bạn thu nhỏ này. Đấy. Sau khi thả chuột xong này, kích chuột lần nữa này. Và bây giờ các bạn đưa đến vị trí mà các bạn muốn này. Đấy, các bạn kích này. Đấy, các bạn thấy không? Đấy. Sau đây các bạn là kích chuột phải cho mình. Đấy, thì nó sẽ zoom đến cái vị trí mà các bạn mong muốn. Đấy, thì đấy là những cái lệnh zoom. Và cái lệnh zoom này là rất là quan trọng. Đấy, các bạn đôi khi là vẽ các bạn vẽ phức tạp thì zoom nó là một trong những cái giúp các bạn là vẽ nhanh và chi tiết, không cần phải quá mất nhiều thao tác để các bạn là đi tìm kiếm cái vị trí mà các bạn muốn vẽ. Ngoài ra thì lệnh zoom này các bạn có thể thấy ở bên tay phải màn hình. Ở đây các bạn kích vào đây. Đấy, đây thì chúng ta có lệnh pan này. Đấy, và lệnh zoom. Đấy, các bạn này các bạn kích vào đây này. Đấy, thì các bạn cũng thấy là chúng ta có những cái công cụ tương tự với lệnh zoom mà chúng ta gõ lệnh lúc nãy, là như có lệnh zoom in zoom out. Đó, zoom in zoom out. Đấy, các bạn thấy chưa? Đấy, thì đấy là cái lệnh zoom. Và một điểm cuối cùng nữa, khi trong các bạn làm việc quan sát bản vẽ thì nhiều khi các bạn làm việc với nhiều đối tượng đấy, thì các bạn muốn lưu giữ một cái khung nhìn nào đó. Ví dụ như các bạn làm rất là nhiều bản vẽ xung quanh đây, tuy nhiên cứ mỗi lần các bạn lại có một cái khung nhìn các bạn thường xuyên sử dụng, ví dụ là khung nhìn là các bản vẽ cần vẽ chẳng hạn. Đấy, các bạn cần vào đấy để mình biết. Đấy, thì các bạn sẽ gõ lệnh cho mình này. Các bạn đầu tiên nhá, các bạn đến cái vị trí cái bản vẽ các bạn mong muốn, ví dụ đây nhá. Đấy, các bạn gõ lệnh view nhá, các bạn enter cho mình. Đấy, thì đây các bạn có thể này tạo một khung nhìn mới, các bạn kích vào new. Đấy, các bạn đặt tên cho mình ví dụ là khung nhìn
gì đấy, không nhìn tòa nhà gì đấy nhá. Đấy, các bạn thấy chưa? Đấy, các bạn có thể là điền cho mình cái view category. Đấy, các bạn điền cho mình. Đấy, hoặc các bạn chọn này là current display, tức là các bạn sẽ lựa chọn khung nhìn mà các bạn đang hiển thị đây. Đấy, các bạn thấy chưa? Các bạn kích vào OK cho mình. Đấy, các bạn kích apply. Đấy, OK. Đấy, thì bây giờ các bạn trong quá trình các bạn vẽ rất là nhiều. Thì bây giờ các bạn muốn quay lại cái khung nhìn lúc nãy, các bạn gõ lại view, enter. Đấy, các bạn chọn khung nhìn tòa nhà nhá. Đấy, các bạn set current cho mình. Các bạn apply. Đấy, các bạn thấy chưa? Nó sẽ quay lại cái khung nhìn mà các bạn đã thiết lập. Đấy, cái này rất là hay trong AutoCAD. Đấy. Thì đấy là những cái hướng dẫn cơ bản giúp các bạn có thể là sử dụng các công cụ quan sát bản vẽ một cách thuận tiện và giúp các bạn vẽ hiệu quả hơn trong AutoCAD. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bài học lần sau.